Chào mừng quý vị và các bạn đến với sau vận động Spotlight theo dõi trận đấu trong khuôn khổ trên online. Trận đấu thứ ba Series B1 năm 2015 diễn ra giữa hai đội Giao Phát Nguyễn FC và đội Vingo Sport FC. Đội Giao Phát Nguyễn FC đã xong cho đơn phục áo xanh quần xanh tóc xanh. Đội Vingo Sport FC đã xong cho đơn phục áo đỏ quần đỏ tóc đỏ. Các đồng bào thực hiện trận đấu gồm có trọng tài thứ nhất Nguyễn Anh Vũ, trọng tài thứ hai Lê Thị Ly.
Thank you.
Đúng rồi. 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 Đ
chạy bước lên đấy, chạy bước lên đấy, anh phải chạy đấy, anh phải chạy kìa, ông bạn ơi, anh chưa, chung nhau,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
No.
Come on, come on.